Vâng, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Xe 365. Thì hôm nay Tuấn sẽ mang cho quý vị các bạn về cái thông tin về chiếc xe Hyundai Santa Fe mẫu model mới năm 2021. Thì sau khi đã bán gần như hết cái số xe đời cũ, phiên bản cũ rồi, thì giá của Hyundai Santa Fe mới đã được lộ diện. Thì bản xăng, bản tiêu chuẩn dùng động cơ 2.5, nó giống như trên phiên bản Kia Sorento, chứ không có phiên bản xăng turbo như ở một số thị trường khác. Thì có mức giá là 1 tỷ 030 triệu, nó cao hơn với mức giá cũ là 30 triệu đồng. Và bản dầu cao cấp vẫn được sử dụng động cơ dầu 2.2 và có giá là 1 tỷ 340 triệu. Nó sẽ cao hơn bản cũ những 95 triệu đồng. Vâng, và một vài cái thông tin khác về xe Tuấn sẽ chia sẻ thêm ở đây. Nó sẽ có thể ra mắt vào đầu, chắc chắn là đầu ra mắt đầu tháng 6 tới này. Thì có ngoại hình mới cùng hai sự lựa chọn, ngoại hình dầu 2.2 lít hoặc là động cơ xăng 2.5 như Tuấn vừa chia sẻ. Thì Hyundai Santa Fe năm 2021 thì được lộ diện tại Việt Nam. Trước đó dường như là phiên bản tiêu chuẩn với bộ mâm là 18 inch này và không có cửa sổ trời. Ngoài ra Hyundai Santa Fe 2021 thì vẫn được các phiên bản cao cấp như mẫu xe tiền nhiệm. Theo nhiều nguồn tin thì Hyundai Santa Fe sẽ có tổng cộng 6 phiên bản khác nhau. Những cái hình ảnh được chia sẻ có thể là cho thấy Hyundai Santa Fe năm 2021 sở hữu ngoại hình gần giống cái phiên bản dành cho thị trường ở Hàn Quốc, và lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn và đèn pha thiết kế lại. Mẫu xe SUV này thì cũng có cản trước trông thể thao hơn, và cản xe được tinh chỉnh và rẻ đèn LED chạy ban ngày hình chữ T mới. Những thay đổi ở phần đầu xe thì bao gồm cụm đèn hậu này sửa đổi với một dải đèn LED tinh tế với nối dài sang hai bên, cả sau cũng được tinh chỉnh trông bắt mắt hơn, cùng một ống xả đặt ẩn cho quý vị các bạn. Thì mặc dù hình ảnh nội thất Santa Fe 2021 tại Việt Nam chưa hé lộ, nhưng mà có thể dự đoán được một số nâng cấp mới, bao gồm như là màn hình điện tử hoàn toàn phía sau vô lăng này là có rồi. Loại trên đời trước mà là màn hình analog kết hợp. Màn hình trung tâm lớn hơn so với loại là 10.25 inch. Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế lại này. Loại bỏ cần số thay bằng núm xoay, và rất là đẹp và bắt mắt như mọi người có thể nhìn thấy trên clip. Động cơ trang bị trên Santa Fe năm 2021 là loại máy dầu 2.2 lít như cũ, cũng được thay đổi sang sử dụng hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp DCT thay cho loại 6 cấp cũ. Phiên bản máy xăng sẽ bỏ động cơ 2.4 lít cũ thay bằng động cơ 2.5 lít kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Và hãng xe Hàn Quốc thì định vị Santa Fe sẽ cạnh tranh trực tiếp với cả Kia Sorento. Hyundai Santa Fe thì được TC Moto lắp ráp trong nước, trong khi Kia Sorento được lắp ráp tại nhà máy Trường Hải Thaco đặt tại Quảng Nam. Hiện tại thì Kia Sorento đang được nhiều sự quan tâm của khách hàng Việt Nam. Dự kiến thì Hyundai Santa Fe cũng chính thức tung ra thị trường Việt Nam vào đầu tháng 6 này. Thì vừa rồi cũng là một vài cái hình ảnh và cái thông tin về giá, cũng như là một vài thông tin về thay đổi của Hyundai Santa Fe năm 2021. Và rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi clip từ đầu đến cuối. Quý vị các bạn đừng quên đăng ký kênh cũng như chia sẻ để biết thêm thông tin về xe hơn. Và rất cảm ơn quý vị các bạn đừng quên đăng ký kênh cũng như chia sẻ ạ. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở một video tiếp theo.